Chào hai anh chị MC và hai bạn nữ. Mình tên là Dương Hào. Công việc của bạn hiện tại là gì nào? Dạ em vừa là sinh viên, vừa là shipper và chạy xe công nghệ. Anh ơi, anh cho em số đi. Cho em số để hôm sau em book. Thì hôm sau em book. Không biết hai bạn nữ thì có sở thích là nuôi thú cưng không ạ? Em chỉ nuôi nó bé thôi, còn lớn em không nuôi. Tại sao? Tại lớn nó xấu lắm. Ok à? Vậy sau này em có sinh con để cái là sao cưng? Ờ mà bé bấy tháng dễ thương à. 4 năm tuổi đi ra khỏi nhà luôn. Vậy em cố gắng nuôi cho nó đẹp. Cố gắng nuôi cho nó đẹp. Ước mơ của hai bạn là gì hả? Em thì em thích đi xa. Thích đi xa. Đi xa. Từ từ em ơi, cái đi xa này nó rộng nghĩa lắm em lo sợ. Em xách ba lô lên và đi ha em. Hai cô nàng thấy sao? Có ấn tượng với đôi tay nào không? Em thấy ấn tượng với anh số 3. Tay không có móng. Chắc là anh cắn nhiều lắm. Em thấy thích. Thích hả? Thích nhất chỗ nào? Phải hỏi, phải trả lời. Đó, có bạn trai cao to vậy á, bự con vậy đó, thích nhất chỗ nào? Thích ngực. Thích ngực. Trời ơi, thích ngực. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.